Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nhân sự đại hội 13 vẫn có băn khoăn về tính minh bạch. Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp khai mạc vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 với dự kiến kéo dài một tuần. Một số nhà quan sát chính trị thời sự tại Việt Nam và hải ngoại, trong nước và ngoài nước nhân dịp này đã chia sẻ một số bình luận của mình về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự cao cấp. Từ Đại học Leiden, Hà Lan, Phó giáo sư Jonathan London bình luận với đài BBC cho rằng vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam như một hộp đen và hy vọng người dân sớm được biết và có vai trò của mình. Ông nói, vấn đề của Việt Nam là cứ 5 năm một lần chúng ta phải cố gắng nhìn vào một cái hộp đen và về vấn đề nhân sự ở Việt Nam là không thể biết được là sẽ ra sao. Đây là hình ảnh đã có rất nhiều biến động về nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội 12 cho tới nay. Ông nói tiếp, lần này có rất nhiều bình luận, chẳng hạn không có một người trong tứ trụ là một người miền Nam mà toàn là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, vân vân. Điều đó cũng là một sự thú vị cho một người quan sát như tôi. Cũng có người chuyên về những vấn đề họ gần gũi như kinh tế, tôi thấy chẳng hạn như chức Thủ tướng nhiều khi người ta nói phải mạnh về kinh tế. Có lẽ với vị mà được đề nghị bổ nhiệm vào chức vị Thủ tướng thay ông Nguyễn Xuân Phúc là ông Phạm Minh Chính thì điều này đã giúp ích. Ông Nguyễn Phú Trọng không phải là một người có tiếng lôi cuốn như Tập Cận Bình hoặc như Vladimir Putin vân vân. Nên vấn đề về nguy cơ sẽ có một sự sùng bái cá nhân thì tôi nghĩ là không cao. Và vấn đề là ông ta làm có hiệu quả hay không, rõ ràng ông đang nỗ lực để củng cố những ưu tiên của ông trong tương lai gần của Việt Nam. Nên như mọi người, tôi thấy là không có một bất ngờ nào và những chủ trương của Việt Nam sẽ tiếp tục. Tôi cũng như người khác hỏi rằng, bao giờ Việt Nam sẽ có một cơ chế công khai, minh bạch hơn để cho người dân Việt Nam được bày tỏ ý kiến hoặc có một vai trò nhất định? Bởi vì chọn như thế này, dù có thể được xem là có những điểm mạnh, nhưng hậu quả là người dân Việt Nam thấy rằng họ chưa tham gia được vào nền chính trị của chính nước họ. Nên tôi hy vọng dần dần Việt Nam sẽ có một cơ chế tốt hơn. Còn từ Đại học Viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Phó giáo sư Phạm Quý Thọ cho rằng đã có đồn đoán trong công luận về phương án nhân sự cấp cao và phương án được dự kiến lần này dường như sẽ không gây bất ngờ gì nếu được thông qua tại Đại hội 13 và ông giải thích thêm vì sao lại như vậy. Theo những thông tin rò rỉ ở khắp nơi, hiện nay nhân sự tứ trụ của Đại hội Đảng đã được xác định. Tất nhiên, thông tin này không chính thức mà thậm chí giả sử ai biết được thì đấy cũng chỉ là những dự kiến mà thôi. Mà phải sau Đại hội 13, sau khi các đại biểu đã bỏ phiếu, thì vị trí Tổng Bí thư mới được xác định. Đây là hình ảnh căn cứ 5 năm một lần Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào một đại hội đại biểu toàn quốc để thông qua nhân sự và đường lối chiến lược cấp cao. Nhưng người ta đã đồn đoán rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ở lại nhiệm kỳ này với một cương vị là Tổng Bí thư. Điều thứ hai nữa là đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ được bố trí sắp xếp vào cương vị Chủ tịch nước. Thứ ba là ông Phạm Minh Chính, đương kim trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, được dự kiến ở vị trí Thủ tướng Chính phủ. Và cuối cùng, thứ tư là ông Vương Đình Huệ, đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự kiến vào vai trò Chủ tịch Quốc hội của khóa Quốc hội thứ 15. Tức là khóa sẽ biết được kết quả vào nửa cuối năm nay, theo kế hoạch bầu cử đưa ra. Ông nói tiếp, hiện cũng có rất nhiều ý kiến quanh việc này, nhưng tôi nghĩ khi mà Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã quyết định rồi, thì ra đại hội chính thức có hai điểm phải nói như thế này. Một là sẽ không có bất ngờ nào cả, bởi vì theo quyết định về quy chế bầu cử trong Đảng năm 2014, thì việc đề cử và ứng cử này đã được quyết định rồi thì phải chấp hành. Và hôm nay, tức là ngày 21 tháng 1, đương kim Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình có nói rằng bây giờ những ai giới thiệu ra đại hội này mà khác với ý kiến của Trung ương thì phải chịu trách nhiệm với những người được giới thiệu tiếp theo đó. Tôi nghĩ người ta muốn nhắc lại quy định số 224 còn có tác dụng như thế nào đối với chỉnh đốn đảng và quy chế bầu cử cũng như đề cử của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Còn từ Lê Anh Quốc, cựu đạo dẫn truyền hình, nhà báo tự do Song Chi, nêu góc nhìn của mình và đặt vấn đề về tính dân chủ của đảng trong việc lựa chọn nhân sự chuẩn bị cho việc bầu chọn tại đại hội, bên cạnh các tiêu chí như vùng miền và vai trò nữ giới trong cơ cấu tứ trụ như sau.
Không phải chỉ riêng Đại hội 13 mà từ mọi đại hội đảng từ trước tới giờ đều đóng cửa và người trong đảng tự lựa chọn và quyết định với nhau, còn người dân ở bên ngoài chỉ được phép đoán mò mà thôi. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương 15 được báo chí loan tải là thống nhất cao đề cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt. Tuy nhiên họ không hề cho biết đó là những ai. Nhưng điều đáng nói gần đây là nhân sự lựa chọn của đảng còn trở thành chuyện tuyệt mật nữa. Thành ra người dân mà bàn tán nhiều khi còn bị xử lý nữa. Cho nên đó là một quá trình rất thiếu dân chủ. Còn nếu thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài như vừa rồi, như Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ đã đề cập, thì theo đồn đoán bên ngoài như thế cho thấy rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là lần này có hai nhân vật quá 65 tuổi là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc được giữ lại trong trường hợp đặc biệt. Trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng thì đã hai lần ông làm tổng bí thư rồi, bây giờ ông lại ngồi tiếp một lần nữa thì như vậy phá vỡ điều lệ của đảng. Và chúng ta thấy thực sự Trung Quốc chẳng hạn, Quốc hội cũng đã sửa đổi hiến pháp để ông Tập Cận Bình có thể trở thành chủ tịch trọn đời. Còn ở Việt Nam thậm chí còn có thể đi xa hơn, tức là làm xong rồi mới sửa. Thứ nữa là theo cơ cấu vùng miền thì rõ ràng luôn chia ra trong tứ trụ có đủ 3 miền Bắc, Trung, Nam. Nhưng trong kỳ này có vẻ không thấy một nhân vật nào ở phía Nam cả trong 4 chức vụ đó. Đồng thời có một chuyện nữa là trong 4 đề cử dường như không thấy có vị nào là phụ nữ. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam tham dự hội nghị trung ương. Cũng trong dịp này, một số nhà quan sát và bình luận về thời sự chính trị của Việt Nam từ trong nước đã chia sẻ với đài BBC nhận định và cảm nhận của mình về kỳ đại hội sắp tới diễn ra. Từ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà nghiên cứu sử học Lê Văn Sinh đã bình luận như sau. Tôi cho rằng cách thức tuyển chọn giản nhân sự cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến hiện thời vẫn theo lối truyền thống kiểu Liên Xô trước kia hay Trung Quốc hiện nay. Chọn ai, bỏ ai là đặc quyền của nhóm lãnh đạo, chứ không phải của nhân dân. Thành ra, sức khỏe và những gì thuộc về cá nhân lãnh đạo đã trở thành tối mật, tuyệt mật là điều không lạ, nhất định phải như thế. Và cách tuyển lựa nhân sự này tiến bộ hơn thời quân chủ chuyên chế, nhưng lạc hậu và lạc điệu so với các nước dân chủ văn minh ngày nay. Chỉ định người quản trị xã hội từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất của đảng, như chúng ta đã thấy, đã gạt bỏ quyền của người dân chọn người lãnh đạo của họ. Hệ quả, theo tôi, là thứ nhất, đảng chỉ chọn được người hợp ý mình, chưa hẳn được dân chúng tin yêu. Đây là hình ảnh các đại biểu biểu quyết tham gia trong đại hội, trong hội nghị trung ương. Thứ nhì, nguồn lực tài năng quản trị xã hội của đất nước bị lãng phí, nạn mua quan bán chức, cả nhà làm quan gắn chặt với phương thức tuyển chọn nhân sự này như hình với bóng. Và cuối cùng, thứ ba, đó là rủi ro lớn, bằng chứng là nhiều cán bộ cấp cao từ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, các cán bộ trưởng, thứ trưởng, các tướng lĩnh quân đội và công an được chọn đề bạt tại đại hội 12 đã bị kỷ luật đảng và chính quyền. Còn từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tiến sĩ Mai Thanh Sơn nói như sau. Tôi thấy công tác quy hoạch nhân sự cho đại hội 13 hình như gặp nhiều khó khăn hơn so với các kỳ đại hội trước đây. Bằng chứng người ta cần rất nhiều đến hội nghị trung ương cho việc này so với những thời đại hội lần trước. Và nếu những thông tin đang trôi nổi trên mạng xã hội là chính xác, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cần xem lại công tác bảo mật và cả lòng trung thành của những người biết nội dung của hội nghị. Nếu tất cả mọi người đều thực sự trung thành với Đảng, tuân thủ kỷ luật của Đảng, sẽ không bao giờ có những thông tin được lọt ra bên ngoài nhanh đến như vậy. Từ đó, không khó có thể dự đoán và bàn luận về khả năng tồn tại một bộ phận hai mặt trong nội bộ của Đảng. Riêng câu chuyện về tứ trụ, tôi thấy có một việc gì đó hơi buồn cười. Việc lựa chọn Tổng Bí Thư đương nhiệm là câu chuyện của nội bộ Đảng, của mỗi kỳ đại hội, nhưng các vị trí Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ là chuyện của nhân dân, thông qua đại diện của mình là các đại biểu Quốc hội. Và sự sắp xếp các vị trí đó trước khi Quốc hội khóa mới được bầu chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người hoài nghi về vai trò thực sự của nhân dân và bản chất của nền dân chủ xã chủ nghĩa ở Việt Nam. Tiến sĩ Mai Thành Sơn đã nói như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 với bản tin Nhân sự Đại hội 13 vẫn còn có băn khoăn về tính minh bạch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.